Chào các em, bài giảng hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em tư duy nhập nghiệm phân tích thành nhân tử trong giải các bài tập về phương trình ngũ. Thì đây là một tư duy các bạn cũng quen thuộc trong việc giải phương trình ngũ. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em để tư duy xử lý như thế nào. Trước hết là các em theo dõi ví dụ 1. Và hầu hết những cái bài tập như thế này là đều kiểu như này. Các em nhìn thấy x 9 x trừ 5 nhân 3 x trừ x cộng 4 bằng 0. Tại phương trình này thì các em để ý là hầu hết những cái bài mà kiểu như thế này, tức là nó không có một cái khái niệm gì cụ thể, không một cái gì mà các em cứ giải này. Các em làm quen em những cái thấy những cái bài mà tương đồng như thế này thì em nhờ cái tư duy nhập nghiệm tức nhân tử. Thì đã nói đến nhập nghiệm thì đầu tiên các em phải nhập nghiệm đúng không nhỉ, thì các em phải sử dụng đến cái máy tính của mình. Còn những bài đơn giản thì các em có thể không cần máy tính, các em phải nhập ra được luôn. Thường thường nghiệm của mình nó là những cái nghiệm chặn, nghiệm đẹp, có thể 0 1 2 3 hoặc là trừ 1 trừ 2, cùng lắm là 1 2 3. Thì đối với bài này thì các em để xem nghiệm bằng bao nhiêu. Anh thử x bằng 0 thì x bằng 0 1 3 bằng 0 1 à về x bằng 0 là nghiệm, x bằng 0 là nghiệm. Thì các em thử xem là 3 bằng 0 là mấy ạ? 3 bằng 0 là bằng 1. 3 bằng 0 là 1 thì tự nhiên mình tư duy nảy sinh ra cái ý tưởng là rất có thể nó sẽ chơi như kiểu là 3 bằng 1 3 bằng 1. Thì bây giờ ta thử đi phân tích theo đường theo bình tử để xem là có đúng là như thế không. Muốn thế thì các em cứ nhóm nó sao mà cứ cho nó xuất hiện cái ba mũ x trừ 1 còn lại thì dần dần là nó sẽ vừa đủ. Ví dụ như bài này thì các em để ý nhé, 9 mũ x thì các em nhóm nó với trừ 1, 9 mũ x trừ 1 thì nó sẽ xuất hiện 3 mũ x trừ 1 đúng nhỉ. Tiếp theo ta cộng x trừ 5, các em mạnh dạng x trừ 5 nhân 3 mũ x thì các em mạnh dạng là x trừ 5 nhân với 3 mũ x trừ 1. Và các em trừ đi x trừ 5 nhân với các em cộng thêm x trừ 5, các em trừ đi 1 thì các em phải cộng thêm cái lượng này nữa. Và cái 9 x trừ 1 thì các em phải cộng thêm 1 và cộng thêm cái lượng cuối cùng trừ x cộng 4 bằng 0. Đấy. Thế như thế này thì các em để ý xem cái này sẽ gọn đi được bao nhiêu, x trừ x hết này, 1 cộng 4 trừ 5 hay là vừa hết. Các em thấy chưa? Đấy, mình cứ nhóm nó ra nhân tử là tự nhiên là cái đoạn đuôi của bạn nó sẽ triệt tiêu đi. Đấy, đến đây thì các em chỉ việc nhóm nhân tử chung thôi, 3 x trừ 1 nhân 3 x cộng 1 cộng với x trừ 5 nhân với 3 x trừ 1 bằng 0, tương đương với 3 x trừ 1 nhân với 3 x cộng 1 cộng x trừ đi 4 bằng 0. Cái này tương đương với hai phương trình đơn giản, 3 x trừ 1 bằng 0 và 3 x cộng x trừ 4 bằng 0. Thế phương trình 3 x trừ 1 bằng 0 thì sẽ thấy ngay có nghiệm nhập x bằng 0 rồi. Còn việc ta xử lý cái 3 x cộng x trừ 4 bằng 0 thì hầu hết những bài kiểu như này thì nó đều ra một phương trình cũng đơn giản như thế này. Thì cái tư duy giải quyết những phương trình như thế này mà các em sử dụng thì tư duy giải đồng biến hình biến, tức là hầu hết là cái phương trình, tức là cái để mà đặt gọi cái này là 2 thì bề trái 2 đặt nó bằng fx thì dễ thấy là fx là hàm đồng biến, fx là đồng biến, hàm đồng biến, không những đồng biến mà nó còn tăng thực sự. Vậy nên các em sẽ thấy là fx hàm đồng biến thì nó bằng 0 hoặc là bằng một cái tìm giá trị nào đó thì có nhiều nhất một nghiệm. Thì các em nhập ra nghiệm thế này, nhập nghiệm bao nhiêu đấy? Thường
thường nó sẽ cho điện chặn. Các em nhận thấy cái điểm bằng 1, 3 bằng 1, bằng 1, bằng 4, số 4 hết. Thế vậy là nhầm. Thấy x bằng 1 là nghiệm. X bằng 1 là nghiệm. Đấy thì kết luận 1 là nghiệm duy nhất của cái phương trình này. Đây là cái xử lý quen thuộc của những phương trình mũi kiểu này. Anh hay gọi là đồng biến hữu biến. Thế vậy là các em đã hình dung ra cái tư duy giải của này như thế này chưa? Thứ nhất là mình nhẩm nghiệm và đoán nhân tử. Như bài này là anh nhắc lại là nhẩm nghiệm x bằng 0 thì đoán nhân tử bằng với trừ 1 và mình cố tích nó ra là xong. Đấy. Còn một cách tư duy khác là luôn luôn ra nhân tử. Các em gì nhỉ? Anh giới thiệu luôn. Luôn luôn ra nhân tử. Các em để ý là cái phương trình của đề, cái phương trình đầu tiên của mình, phương trình 1 thì nếu em bảo 3 mũi x là t thì nó sẽ có dạng là phương trình bậc 2 đối biến t, tức là t bình cộng với trừ 5 nhân 3 mũ nhân với t trừ x cộng 4 bằng 0 trừ x cộng 4 bằng 0. Thì các em coi như là cái phương trình này là phương trình bậc 2 đối biến t, còn đích ở đây là tham số, các em tính delta bình thường. Delta sẽ bằng x trừ 5 tất cả bình trừ y 4 nhân trừ y cộng 4. Và đôi khi nó phân tích thành nhân tử thì chắc chắn delta của mình nó phải là số chính phương. Thông tin nghe cứ thử lấy xem và chính xác là cái bài này nó sẽ là bằng x trừ 3 tất cả bình. Như thế này thì các em sẽ tính luôn là theo công thức nghiệm được hai nghiệm là t bằng trừ b nhân là 5 trừ x cộng x trừ 3 chia cho 2 t bằng 5 trừ x cộng trừ x cộng 3 chia cho 2. Cái này là tính là bao nhiêu, tương đương với t bằng một cái là bằng 1 và một cái là 4 trừ x. Tại sao mà anh có thể không, tức là anh có chuyển đổi đây đi, tại vì các em để ý là thì đem trừ b cộng trừ delta hay là cộng trừ thì người ta sẽ bỏ đi để tránh lặp ra nó là trùng nhau thôi. Vậy thì các em để ý là có nghiệm như này rồi thì các em thấy ngay tiểu của mình sẽ là gì ạ? Chính là 3 x trừ 1 nhân với 3 x trừ đi x trừ 4 đúng nhỉ? Đấy, không đi hẹp như kia. Đối với cách tính delta tương đối với tất cả hai như thế này thì các em thấy là luôn luôn ra được nhân tử. Bài nào cũng thế, luôn luôn ra được. Đấy. Còn cách như kia thì có thể nếu mà nhân tử của mình thì xem thì nếu mà cách này thì nó không được triệt để, tức là nó cũng rất nhanh nhưng mà nó không được triệt để. Ví dụ như là chẳng như là có nghiệm x bằng không nhỉ, nhưng mà chưa chắc nó đã có nhân tử là bao nhiêu x trừ 1. Nó có thể là ví dụ như là 3 x trừ x trừ 1 chẳng hạn. Chưa chắc nên nó không được triệt để. Cái kia thì em luôn luôn là nhân tử. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này thì anh sẽ giới thiệu cho em một ví dụ hai, nó khác đi một chút để các em cần phải tư duy thêm. Các em theo dõi ví dụ hai khác đi một chút. Ví dụ hai 3 nhân 25 bằng x trừ 2. 3 x 25 bằng x trừ 2 cộng với 3 x trừ 10 nhân 5 x trừ 2 cộng 3 trừ x bằng 0. Các em để ý là cái này nó không có cái kiểu quen thuộc như các em hay gặp là ví dụ như là 25 x hoặc là 5 x như 3 x trừ 9 x người này khác một tí, nhưng mà các em hoàn toàn thể đưa được cái dạng đấy với thao tác biến đổi rất đơn giản như sau. Cái này sẽ tương đương với cái gì ạ? Tương đương với 3 nhân với 25. Người ta hiểu ngầm là ta đưa hết về biến x trừ 2 nó giống nhau, biến x trừ 2 cộng với 3. Cái 3 x trừ 10 thì kem tách nó ra thành 3 x trừ 2 nhân trừ 7 trừ 2 trừ đi trừ 6 nhân trừ đi 4 nhân với 5 x cộng với này trừ đi x trừ 2 trừ 2 cộng 2 nhân cộng 1 bằng 0. Đấy, các em hình dung là cái tách để đưa nó về hết biến x
trừ 2. Đến bây giờ thì các em đặt 50 trừ 2. Bây giờ đến bây giờ thì các em đặt ẩn phụ là t bằng 50 trừ xin lỗi, đặt phụ t bằng 50 trừ 2. Thì các em sẽ đưa được hết về biến t sẽ gõ hơn. Thì cái phương trình của mình sẽ tương đương với cái phương trình của mình. Đó, cái này là 1, cái này là 2. Thì cái 2 của mình nó sẽ tương đương với 3 nhân với 25t cộng với 3t trừ 4 nhân với 5t cộng 1 trừ t làm được đoạn của mình bằng 0. Thế các em hiểu là nó giống bài trước chưa? Thế bây giờ các em áp dụng hai cái tư duy, tức là một là nhập những phân tích nhân tử hoặc là các em tính delta để các em nhập nghiệm, tức là nhập được nghiệm là xuyên nhân tử của mình. Thì tác giả áp dụng vào bài này nó hoàn toàn tương tự. Thế bây giờ sử dụng thử nghiệm thôi nhé. Các em nhập nghiệm sẽ là t bằng 0. T bằng 0 thì 3 trừ 4 này cộng 1. T bằng 0 này là nghiệm. Thế bây giờ các em lại dự đoán nó có nhân tử gì ạ? Thế thế t bằng 0 là nghiệm. Thì đã đoán ngay nhân tử thì 5 mũ 5 mũ t trừ 1. Nếu mà đúng thì nhân tử này sướng quá. Đấy. Thế bây giờ anh thử phân tích nhân tử xem nhé. Anh nếu mà anh giải cái bài như này thì anh rất lại cái tính delta anh đi phân tích nhân tử. Anh nhập nghiệm phân tích nhân tử tại vì thường thường ấy đề bài nó ra được như thế thôi. Đấy, chứ nó không rắc rối như cái kiểu nhân tử tăng rối khác. Thế bây giờ ta cố tình ta cho nó ra cái nhân tử 5 mũ t trừ 1. Ta cố tình cho nó ra nhân tử này. Biến đổi 25 mũ t thì nhóm với cái gì ạ? Y 9 mũ t trừ 1 vừa nãy 25 mũ t trừ 1 sẽ chuyển từ đây. Cộng tiếp 3 t trừ 4 để xem nó chi tiêu đi nhé. Thế 5 mũ t trừ 1 thế vậy là lại cộng thêm mấy đấy, cộng thêm 3t trừ 1 cộng thêm 3t trừ 4 cộng 1 trừ t và cái này là trừ 3 cộng thêm 3 cộng 1 trừ t cộng thêm 3 bằng 0. Cụm này không chứa nhân tử 5 t trừ 1, không chứa nhân tử này. Thế nên cách này là đi theo hướng này hoàn toàn phá sản. Các em thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Thế vậy là đây một lần nữa là như anh vừa nói bài trước ấy, là và t trừ 4 như anh nói lần trước là cái cách nhập những thức nhân tử này nó sẽ không được triệt để. Như bài này các em thấy một minh chứng rõ ràng. Đến đây thì cái này không chứa nhân tử 5 t trừ 1 nên ta phải nhớ như này. Vậy là nhân tử nó không phải là 5 t trừ 1 nữa. Đấy. Nhưng mà còn một hướng khác nữa chính là cái hướng là tính delta. Thế bây giờ ta đi tính delta này. Đấy, cái đó trong quá trình để toán các em phải linh hoạt. Đây tính delta thì các em tính delta sẽ bằng 3 mũ t trừ 4 tất cả bình trừ đi 4 nhân với 3 nhân đi 1 trừ t. Cái này các em cứ gọn đi sẽ bằng 3 t trừ 2 tất cả bình. 3 t trừ 2 tất cả bình. Chưa? Thấy chưa? Thế ta dùng bình phương nhé. Đến đây thì các em càng tự tin hơn đi theo cái hướng này. Tức là tính ra nghiệm 5 t thôi. Ở đây các em cần hiểu là cái phương trình bậc 2 thì được biến là y bằng 5 t. Đây anh không đặt các em cần như thế. Thì các em sẽ được năm trong quá trình làm ấy, thì cái bước tính delta cái bước mà các em giải ra 5 mũ t thì các em có thể viết ghi ra tới nháp sau khi làm bài thi hoặc là bài tập ấy, các em mới chỉ việc viết cái mình có thể nhân tử sẵn đó thôi để cho nó trình bày khoa học hơn. Thì các em sẽ nhập ra thì sẽ được 5 mũ t trừ b cộng delta trừ b đó là 4 trừ 3 mũ t là trừ 3 t cộng 3t trừ 2 chia cho 2
Cái thứ hai là 4 trừ 3t trừ đi 3t cộng 2 chia 2. Xem ra cũng chẳng không? Cái này giải ra được là trừ bằng 1 phần 3. Xin lỗi, 2 nhân 3 là này giải ra 1 phần 3. Cái này giải ra được bao nhiêu đây? 4 cộng 2 6 trừ đi 6t chia cho 6 thì sẽ là bằng 1 trừ t. Đấy. Đây là khá đẹp đúng không ạ? Thế từ này các em thấy là cái phương trình, cái phương trình anh gọi là phương trình 3. Cái phương trình 3 ấy nó sẽ tương đương với 3 nhân 5 mũ t chứa 5 mũ t bằng 1 phần 3 thì sẽ chứa nhân tử là 3 nhân 5 mũ t trừ 1 nhân với cái nhân tử còn lại là 5 mũ t trừ 1 cộng trừ 1 trừ t sẽ là cộng t trừ 1 bằng 0. Đến đây thì giải hai cái phương trình đơn giản này tương tự như bài trước rồi. Đấy, vậy là các em thấy là mình tính delta để nhận ra nhân tử là luôn luôn ra. Đấy, tùy từng bài mà các em có những cái xử lý nó nhanh nhẹn linh hoạt. Thế vậy là tóm lại là chúng ta rút ra gì được từ cái bài giảng này, nó hướng dẫn chỉ những nhân tử. Thứ hai là một cái việc mà đưa về tập hợp thứ hai tính delta đúng nhỉ? Xong là các em thích nhân tử. Các em lưu ý là có những bài mà nó khác hơn một tí, như bài này là các em thêm một cái thao tác nữa là phải rút gọn, tức là làm phụ để đưa nó về cái dạng đúng là cái dạng chúng ta, cái dạng mà các em hay gặp, ví dụ là 25t 5t hoặc là gì ạ, hoặc là 3t 9t này, hoặc là 20t với 14t. Tóm lại là bài tập về phần này thì nó rất là nhiều nhưng mà cách làm nó chỉ có một. Đấy, nên các em nó sẽ không có gì cái khó khăn của các em cả. Bài giảng sau thì anh sẽ hướng dẫn các em một cái phương pháp khác để giải phương trình cũ. Phương pháp đổi biến hình biến. Các em lưu ý là ở mỗi bài giảng này anh có chọn một số bài tập để các em rèn luyện thêm, thì các em đa về để các em làm. Và thực ra là các em không cần phải làm nhiều, nếu mà em đã nắm được luôn cái tư tưởng mà anh vừa truyền đạt đây thì các em chỉ cần làm thêm một hai ví dụ nữa từ thế là từ giờ đến thi là các em không cần phải học đi học lại nhiều về những cái vấn đề như thế này. Đấy, thực ra là toán gọi là nó rộng nhưng mà thực ra là nếu em nắm được cái tư duy của nó ấy, tức là nó liên quan đến nhau, tức là trong đồng biến hoặc là trong tất nhiên tử lại có đồng biến, tức là các phương pháp nó hỗ trợ thêm cho nhau thì các em không sợ gì cả. Đấy, thì các em nhớ đào tài liệu về để rèn luyện thêm nếu mà em nào mà cảm thấy mà chưa tự tin lắm về những cái phương pháp như này.